Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 99, tại giảng đường Vĩnh Nghiêm. Chúng ta như thường lệ nghiên cứu học về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 21 và thi ca thứ 24. Thi ca thứ 24 là cái thấy của người chứng đạo, là xử lý viên dung hay là xử lý tương hổ. Trong đạo Phật nó có cái danh từ là xử lý viên dung. Cái người học đạo phải học giáo lý, rồi phải tư duy với nhận thức làm thế nào mà kết hợp qua cái nhận thức của mình vấn đề xử lý, nó phải dung thông một cách tròn đầy, gọi là viên dung, hay là xử lý tương hỗ, tức là nó đắp đổi, nó hỗ trợ cho nhau, không ngoài nhau. Sự là sự của lý, mà lý là cái lý nó không ngoài sự. Tương hỗ là vậy đó, phải hiểu rằng là lý là lý của sự, lý không bao giờ ngoài sự. Còn gọi là sự đó, là sự nó phát xuất từ nó lý, tức là sự của lý. Hiểu được như vậy rồi thì lý và sự nó gọi là tương hỗ hay là gọi là viên dung. Cho nên cái thấy của người chứng đạo là như cái thi ca 24 này là xử lý tương hỗ. Chúng ta bắt đầu. Hàng long bát giải hổ tích, lưỡng cô kim hoàng minh lịch lịch, bất thị phiêu hình hư sự trì, Như Lai bảo trượng thân tông tích. Đọc cái bài này tức là nó tương quan, đề cập tới vấn đề của lục tổ Huệ Năng, tương quan với cái thi ca trước mà mình đã học. Du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phóng đạo vĩ tham thiền, tự tùng nhận đắc tàu khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương can. Đó là nói về cái lúc mà quyền giác đã ngộ được cái chân lý qua cái sự dạy dỗ của lục tổ Huệ Năng. Cái bài đó thì nói rằng là tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư hỏi đạo học tham thiền, cho đến ngày tôi tiếp nhận chỉ thú của Tào Khê, sự sinh tử chẳng đáng gì để tâm dính dáng. Nhân cái câu đó tôi xin nhắc cái cô Phật tử ở Cần Thơ mà có tương quan tới cái việc mà quay cái camera này. Nghe nói có bà thân mất gì mà có bộ buồn dữ lắm, buồn dữ lắm, rồi giờ đi cúng thập tự, rồi giờ hình như tổ chức có tương quan tới cái cuộc quay cái cuộc mang này mà. Thì tôi nhắc cái đại chúng, cho đến ngày tôi tiếp nhận chỉ thú Tào Khê, sự sinh tử chẳng có gì để tâm dính dáng. Học đạo như vậy thì mới học, chứ mà học đạo dầu cho nói rằng học 100 năm đi nữa mà thầy tổ chết hay là cha mẹ chết mà khóc mà lăn lộn rồi vất vả rồi nhảy xuống quyệt này kia đó, thì coi như cái thời gian mình học đạo đó là uổng công vô ích, coi như mình học cái gì chứ mình không phải học đạo Phật. Có người nhảy xuống quyệt dẫm bên trên nắp hòm giải rầm nằm xuống bảo lắp luôn đi, chồng chết rồi chịu không nổi, cái người nói vợ tôi chết rồi trên cõi đời này không còn gì nữa, lấp luôn. Nhưng mà rốt cuộc là 3 tháng sau là có ông khác, có bà khác. Cái đó là có thật đó nha, khóc dữ chừng nào là mau có ông khác, có bà khác. Là bởi vì cái người đó thấy cái lỗ hổng này nó trống quá lớn đi, chịu không nổi. Mà chịu không nổi mà bây giờ đã bắt buộc phải chịu rồi thì cần phải mau mau mà lấp cái lỗ hổng này. Cái lỗ hổng thương này, lỗ hổng yêu, cái lỗ hổng nhớ này nè, trống trong cái lòng một lỗ hổng quá lớn, cho nên khóc dữ thì lại càng mau lấp, kiếm cách để lấp lại cho nó đầy.
Là cái người mà ta nhận thức được cái chỉ thú của Tào Khê rồi, sự sinh tử chẳng có gì để tâm dính giá. Sống thì ta ăn ở cho nó đẹp đẽ, cho nó tốt lành, tình nghĩa đâu ra đó. Mà chẳng may có một người chết đi thì đó là vấn đề. Đọc thêm một bài nữa: kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Chỉ Đức Phật, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Bổn sư của ta mà còn chết nhiều đời nhiều kiếp, huống chi là chồng vợ hay là cha mẹ hay là thân bằng quyến thuộc. Cho nên là cái sự sinh tử mà tiếp nhận chỉ thú Tào Khê, của Tào Khê rồi là không có gì để tâm dính dáng. Cho nên tôi nói là xin sám hối cho các vị trong hàng tăng lữ của tôi mà thầy tổ hay cha mẹ mà tạ thế từ trần hay là viên tịch mà khóc nỉ non là ai quán rồi sụt sùi là coi cái vẻ đau khổ đó mà. Tôi nhìn nó không ra làm sao hết. Nếu không phải là dối trá thì không có biết cái đạo lý là cái gì. Còn nếu như biết đạo lý mà dụng ý dối trá thì dối trá ai đây để làm gì đấy. Do vậy mà những cái người mà học ở trong cái trường của tôi đây là tôi đào luyện nghi từng ngày từng tháng một, phải nhận thức cho được cái chân lý sự sinh tử chẳng có gì để tâm dính gia. Người Phật tử tại gia cũng vậy. Nếu mà có nghe kinh điển mà học với tôi, nói một câu là tôi nghe tôi biết, biết là có học với tôi hay không, và học mà có tiếp thu được cái gì hay không. Có cái gì đâu, cái chuyện dễ hiểu quá. Ai mà chẳng có ông sơ ông cố, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại. Ai mà chẳng có cha mẹ. Mà rồi thì cha mẹ ai rồi cũng phải chết. Ông sơ ông cố, bà nội bà ngoại ai rồi cũng phải chết. Có chết như vậy thì người sống người ta mới sống được, chứ không mà nếu mà sống hoài thì là cái quả đất này làm sao mà có lương thực để mà ăn. Cho nên cái sự sinh tử phải hiểu rằng chẳng có gì để tâm dính dáng, thì cái học đạo của mình mới bắt đầu có thấm đấy. Còn cái bài hôm nay là gãy đuổi cọp đến nay còn kính tích, bác thu rồng của Lục Tổ hãy còn lưu. Thấy vật xưa như gặp lại người xưa, nhìn kỹ vật để nhủ lòng thêm tinh tấn. Đấy. Truyền thuyết là hồi Lục Tổ Huệ Năng còn tại thế thì ở trước cái chùa Bửu Lâm, gần chùa Bửu Lâm đó, nó có cái ao. Mà truyền thuyết là nó có cái con giao long, mà thường thường mình gọi là con rồng đó mà. Thì nó thường trừng lên lặn xuống, nó quậy phá, nó làm ồn ào ở dưới cái ao, thành ra ai cũng khiếp sợ. Mà cái cách đây mà 300 năm á, mà chùa chiền mà ở gần miệt rừng miệt núi, những cái ao mà nó có những cái con giao long, những con này con kia nó quậy, hoặc là con cá sấu chẳng hạn, nó ở dưới hồ dưới đầm là cái chuyện đó không có lấy gì làm lạ. Chẳng hạn như chỗ tôi ở giờ Tân Nguyên đó, người ta nói cách đây là 50 năm đó thì có con cọp ba móng đó, nó đi bắt người ta, nó bắt heo cả bao nhiêu xã, kinh hồn vì con cọp. Cọp là ba móng. Thì cái đất Sài Gòn này đây mà 50 năm đó thì cái vùng này là cái vùng quan du, cái vùng mà ông Tạ với cái vùng mà vườn bà lớn, gọi là vườn bà lớn giờ gọi là cái khu bàn cờ đó, là tre lùm rừng bụi. Thì cái chuyện mà ra ngoài ô đây chút là cái chuyện mà lùm rừng rắn nhít hổ mang thuần luôn, nó còn đủ thứ. Cái chỗ cái chùa Ấn Quang mà hồi đó tôi về ở mà đào đất mà cất chùa đó là cái chỗ chôn đủ thứ cái loại xương sóc, lông heo, lông trâu, lông bò gì của loài sắc xanh đổ đó, sao nghĩa là lông lá không biết bao nhiêu. Cái đất cái chỗ đó, ở đó đã có đường xe chạy đâu. Mà đây là mới có bốn mấy năm chục năm thôi á. Còn như là ở vùng mà đất mênh mông bạc ngàn như là đất Trung Quốc thì chuyện mà cách đây là 300-400 năm thì là rừng rú ao hồ, là những cái giao long, những thùng luồng, những cá sấu là thường thường nó dễ dùng ở những cái ao hồ là chuyện bình thường. Nhưng mà truyền thuyết là ta nói có vẻ là cho nó linh thiêng đó mà riêng tôi thì tôi đọc chứ mà tôi không tin. Nói rằng là con giao long nó quậy rầm rầm, nó làm hung tợn lắm, ai nấy cũng sợ.
Rồi lúc tổ Huệ Năng mới là đem cái bát, cái bình bát của mình mà rửa với cái hồ, cái ao đó. Rồi con Giao Long thì cũng trừng lên là cũng ý muốn quậy đập phá này kia. Thì lục tổ nói, giờ nhà ngươi dám chui vô trong cái bát của ta không? Nếu như thật sự có tài gì đó, có linh thiêng gì đó, có cái gì đó, thì hãy chui vào cái bát của ta. Thế thì con Giao Long đó nó biến, người ta gọi là con rồng đó mà, biến thành con rồng nhỏ bằng ngón tay vậy, nó chui vô cái bát. Rồi cái lục tổ bưng nó đem về, rồi cũng nói cho nó vài câu gì đó, cái rồi nó tỏ ngộ sau đó, cái rồi nó coi như nó không trở thành con Giao Long nữa được, mà nó thành con rồng đó. Con rồng nhỏ như thế tới chừng chết rồi, giờ ta còn để cái bộ xương, đại để là ta nói vậy. Cái chuyện đó là cái chuyện trong kinh Pháp Bảo Đàn, gọi là hàng Long Bát. Nhưng mà tôi xin thưa đại chúng rằng là theo tôi nghiên cứu Đạo Phật, Đạo Phật không nói những cái gì có cái vẻ huyền thoại, siêu hình, quyến hoặc, màu nhiệm cái kiểu đó. Cho nên là tôi vẫn đọc, tôi vẫn thuộc, mà cái đó tôi không tin. Nếu như con Giao Long gì đó quậy phá thì cái điều đó tôi có thể tin được. Mà nếu nó quậy phá thì từ từ rồi thì người ta cũng bắt người ta làm thịt thôi à. Cho nó không có thể nó biến thành con rồng bằng ngón tay để rồi nó chịu cái lời giáo hóa rồi nó vô trong cái bát nằm. Điều đó là riêng tôi là tôi không tin. Nhưng mà sách vở thì còn đó. Đại chúng ai muốn tin thì cứ đọc để mà tin. Nên đây có cái từ ra bằng hàng Long Bát, giải hổ tích là cái gậy mà để đuổi cọp. Tất nhiên là người xưa cái thời kỳ mà 400-500 năm mà thời kỳ lục tổ Huệ Năng này là 1600 mà. Cái thiên niên kỷ hồi 1600 á mà. Thì tất nhiên là cọp dữ lắm rồi. 50 năm mà ở Tân Nguyên đây là ngoài ngoại ô đây, ở đây gọi là Bến Nghé là 300 năm đây nè. Thì ở cái đất này gọi là Bến Nghé là cái tiếng nghé ngọ là tiếng của sáu kêu á mà. Còn cọp thì là nhà sư đâu đánh cọp ở chỗ đầu cây mai đây. Thì cái chuyện mà là một người tu hành hay là người không tu gì cũng vậy. Phải có cái khí cụ để phòng thủ về thú dữ. Cho nên cái chuyện mà gây đuổi cọp là có thể có. Để mà đuổi cọp thôi. Để mà làm cho nó sợ, để nó không có uy hiếp mình vậy thôi. Thì cái chuyện đó, đó sau này lục tổ Huệ Năng mà viên tịch rồi thì người ta có thể thờ cái bình bát và cái gậy đuổi cọp. Điều đó là đều có, không có gì khó hiểu. Rồi cái tích trưởng, trong Đạo Phật nó có cái tích trưởng. Cái tích trưởng thì cái người mà đi khất thực thì người ta cầm cây đó nó có bốn cái vòng, nó có hình, nó hình bầu dục hay là thon thon, rồi mỗi cái vòng nó có bốn cái khoen tròn máng ở trong cái vòng đó. Thành ra cầm cái cây tích trưởng nó đi, nó khoen bằng đồng, bằng thau ra. Thành ra đi rồi tới cái nhà của thí chủ rồi rung cái cây đó, rồi nó khua rén vậy. Rồi người thí chủ ta quen thì ta biết, ta đem cái vật thực là cúng dường cho những cái người đi khất sĩ. Thì bây giờ những cái đồ đó giờ để thờ hết, ta để ta làm cái tính tích để thờ vậy thôi, chứ còn nó hết công dụng rồi. Mà để thờ, mà để kỷ niệm á, gậy đuổi cọp đến nay còn tính tích mà bát thu rồng của lục tổ hãy còn lưu, điều đó không có gì trở ngại. Thấy vật xưa như gặp lại người xưa, nhìn kỹ vật để nhủ lòng thêm tinh tấn. Thế là cái cách mà thờ, trang trí để thờ vậy thì gọi là sự, cũng không có gì trở ngại, cũng không cần phải phân tích nhiều, và cũng chẳng có gì là đánh đổ để công kích để làm gì. Nhưng mà vấn đề sự là sự phải để hiển cái lý đây nha. Bốn câu sau đây nè: cầm tích trưởng như nắm trong tay chân lý, tứ diệu đề với thập nhị duyên sinh. Cái cây tích trưởng nó có bốn cái vòng, bốn cái khoen, tức là nó giống như cái kiểu mà cái đèn, kiểu như cái đèn giấy,
trên nó nhỏ, giữa cái giữa nó bầu bầu, ra ra một cái cán dài hình như trên tính điện này có trên bàn tổ. Thế thì là bốn cái khoen mà xung quanh đó, bốn cái vòng xung quanh đó ta gọi là để tiêu biểu cho tứ đế, giáo lý tứ đế. Nếu mà cái đó mình lấy giấy mình phất lại cái nó thành cái lồng đèn vậy, mà không biết kêu bằng cái gì vậy cho nó tiện. Nghĩa là nó tròn cái hình bầu bầu, à giống như cái lồng hái xoài, nó bầu bầu kiểu như cái lồng hái xoài ở nhà quê. Nhưng mà nó chỉ có bốn thanh thôi, cái lồng hái xoài thì nó nhiều nang, bởi vì ta sợ hái xoài nó rớt cho nên người ta làm nhiều nang, còn đây ta làm có bốn nang bốn phía thôi. Trong bốn cái đó người ta có chở cho 12 cái khoen. Mà bốn cái thanh như vậy là tượng trưng cho giáo lý tứ đế mà người tu sĩ phải nhớ, phải học cổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Cổ đế là quả, tập đế là phiền não, là nguyên nhân của khổ, diệt đế là cái quả an lạc niết bàn, đạo đế là những cái pháp 37 phần Đức Phật dạy nên để ý mà tu hành. Thế thì bốn cái thanh đó thì biểu cho giáo lý tứ đế, đó là giáo lý tiểu thừa. Còn 12 cái khoen á, để mà khua reng đó là nó tiêu biểu cho thập nhị nhân duyên, giáo lý trung thừa. Giáo lý trung thừa có nghĩa là bắt đầu các vị từ cái giáo lý tứ đế phải tiến lên cái thập nhị nhân duyên, phải thấy cái tính chất dương sanh của vạn pháp, mà trong đó lấy con người làm trọng tâm để mà quán chiếu, thì trong đó nó có 12 cái chi, tức là 12 cái phần mà để nó kết hợp thành ra cái quả là con người của chúng ta đang thọ nhận đây. Thế thì trong con người của ta nó có vô minh, có hành, có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu, có sanh, có lão tử, ưu bi khổ não. Thế thì là cái giáo lý mà dạy cho hàng duyên giác là bắt đầu triển khai về cái lý duyên sanh. Mà cái chân lý dương sanh nó triển khai là dựa trên con người mà dạy trước, bởi vì không nhận thức ai rõ bằng nhận thức mình. Phải nhận thức mình cho rõ ràng, cho hiểu kỹ rồi mình mới nhận thức cái xung la vạn tượng của vũ trụ vạn hữu bên ngoài. Vì vậy mà bắt đầu học cái giáo lý dương sanh là phải học 12 cái chi đó. Nhưng mà thường thường là có học về 12 cái chi á mà. Thì tôi nhắc cái này đại chúng để ý là ai là người có nghiên cứu đạo Phật, có đọc sách Phật. Thường thường người ta nói là con người này mà có ra con người trên cõi đời này là do vô minh cho nên mới có ra con người trên cõi đời này. Chứ nếu không có vô minh là ta không có sanh trên cõi đời này để ta chịu khổ đâu. Mà ta sinh cõi đời này ta chịu khổ là tại vì ta có vô minh cho nên ta mới sanh ra. Nói như vậy là hoàn toàn là không phải đệ tử Phật. Bởi vì 12 nhân duyên á thì theo thứ tự ta thấp vô minh là cái số 1 mà. Vô minh, rồi mới tới hành, thức, định sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Cho nên cái này là nếu mà học là phải học lại cái đó kỹ, học cho nó kỹ, mà học kỹ cái đó thì hay lắm. Vô minh là không có ở đâu hết. Vì thực chất nó không có, mà làm gì có vô minh đầu tiên để là có con người. Con người mới, nếu mà khi nào có con người thì mới có vô minh chứ chưa có con người mà có vô minh trước, cho nên mình làm ra cái nguyên nhân đau khổ tội lỗi để thành nó có người. Lý luận như vậy mà làm sao nghe được. Vậy mà sách vở dài ta viết như vậy hết á, ta nói do vô minh mà có hành động sai lầm, à chỉ hành là ta nghe cách nghĩa là hành động sai lầm. Nói vậy cũng đừng có học vậy là học phản bội đạo Phật. Vô minh là cái gì đó ở đâu mà nó làm ra cái hành động sai lầm. Thật tánh của vô minh tức Phật tánh, nghĩa là hễ mê thì con người nào đó hễ mê thì mới có vô minh. Mà con người đó nếu không mê mà giác thì vô minh không tìm ra cái màu xanh vàng đỏ trắng gì hết, chẳng có ngắn dài rộng hẹp gì hết. Thế thì vô minh là cái gì mà nó là nguyên nhân tạo ra con người? Cho nên cái chỗ này để ý kỹ lắm đó nha, học 12 cái nhân duyên nè. Còn chỉ hành mà các nghĩa là hành động, từ vô minh mới là có hành động sai lầm. Vô minh là sai lầm, rồi biểu hiện hành động sai lầm, cho nên mới có cái thức để đi đầu thai. Nói vậy không có được, nói vậy không trúng. Mà chỉ hành đây á là cái sự diễn biến
diễn biến mà tôi đã nói về cái bài di thức học mà tôi nói về vũ trụ quan đó mà. Tôi nói do nhất thiết chủng thức nó như thị biến. Chứ biến đó là chứ triển chuyển đó, chứ hành tức là biến và triển chuyển. Dĩ triển chuyển lực cố mà bí phân biệt sanh. Cái nhất thiết chủng thức nó biến như vậy. Như vậy có nghĩa là nói không có được. Là tại vì nói cách nào cũng không trúng hết á. Tôi nói ví dụ như mình cầm ở đây là ngọc kim cương rồi nè. Mà rồi bây giờ đây là mình nói là kim cương này là màu gì? 10 người đứng 10 cạnh là thấy 10 màu. Vậy thì kim cương là màu gì? Ai là người nói trúng? Không có người nào nói trúng hết. Mà cũng không có người nào nói trật hết. Người nói màu xanh, người đỏ, người nói màu đỏ, màu tím, màu nâu, màu vàng, màu hồng, vàng lợt, vàng đậm gì, ai nói cũng trúng hết. Mà kỳ thật không có người nào trúng hết. Là vì nói không được. Là vì cái duyên sanh nó kỳ cục lắm. Ở trong cái người mà thấy màu đỏ đó, chứ kỳ thật là trong cái màu đỏ đó đã có màu xanh, màu tím, màu vàng ở đâu á. Người thấy mà nói là kim cương là cái màu xanh đó, chứ kỳ thật là có màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu vàng. Nghĩa là tất cả cái màu đó đều nó hỗn hợp ở trong đó. Mà tùy theo cái duyên, cái gốc đứng của mình và cái nghiêng cái hộp kim cương mà nó biến ảo ra cái màu sắc. Thì ai mà nói cho trúng được. Do vậy cho nên người ta dùng cái chữ như thị biến. Nó biến như vậy. Do cái nhất thiết chủng thức nó biến như vậy, do nhân như vậy mà trùng trùng duyên khởi. Trùng trùng duyên, trùng trùng nhân, nhân thành duyên thành nhân thành duyên thành nhân cho bằng trùng trùng lớp lớp. Do vậy mà nói không được. Thành ra kinh ta gọi là như thị biến. Nó biến chuyển như vậy. Cũng như kinh Pháp Hoa mình học cái chữ thập như thị cũng vậy. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. À cái tánh nó như thế, cái tướng nó như thế, thể nó như thế, lực nó như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế. Thì chữ như thị tức là như vậy đó. Nói không có được. Nhưng mà cái đó không phải là không có. Nói không được nhưng mà cái đó không phải là không có. Cái duyên nó trùng trùng. Duyên khởi. Nói không được nhưng mà không phải là không có. Thành ra cái chữ hành của 12 nhân duyên đó, chữ hành đó là cái chữ biến. Và như thế thì biến và diễn tiến chuyển. Tiến chuyển có nghĩa là nó thay đổi liên tục. Cầm cái duyên kim cương mà nghiêng một chút xíu thôi là nó đã thành màu sắc khác rồi. Cái góc đứng mà mình lệch tí xíu thôi là nó đã thành màu sắc khác rồi. Đó là tiến chuyển lực. Trong cái vũ trụ này cũng vậy. Mình đốt thêm một đống lửa lên thì là oxy là tụ lại. Mà lửa mà bốc ra thì là carbonic sinh ra. Thế thì là trong một cái đám cháy thôi mà tất cả các thứ khí đều dồn tới đảo lui. Sanh diệt, diệt sanh mà không có nói được. Cho nên chứ hành không thể nói là hành động. Mà chứ hành là chỉ triển chuyển lực cố bí phân biệt. Còn chỉ thức đó là chỉ cho A là gia thức đó. Chứ không phải chỉ thức là cái hiểu biết của con người ở từ ở bên ngoài để nó chen vô trong cái thai, trong cái phôi thai đó, để rồi nó có cái thức. Không phải. Nói vậy là thường kiến ngoại đạo rồi. Trong cái vũ trụ bao la này không có cái thức hiểu biết nào mà nói ra làm sao hết á. Để rồi á, khi nào có cha có mẹ cái là giao hợp nhau cái rồi nghĩa là đậu ra cái phôi đó, cái rồi cái thức đó ngoài nó chui vô. Không có cái vụ đó. Nói như vậy là thường kiến ngoại đạo. Như vậy có nghĩa là trong cái không gian này là thức hằng hà sa số, nghĩa là bất khả thiết ngoài đó rồi. À vậy thì tới chừng mà nó chui vô ra, đứa nào mà là lấy thế lực nào để chui vô, còn thứ đứa nào lại ở ngoài không chui vô, làm sao có nghĩa được. Cho nên là tôi nói học Phật giờ tôi gần chết rồi, tôi mới thấy cái chân lý rồi. Tôi tức cười mà nghĩa là cũng muốn chết luôn cho rồi, cho sớm tốt, sớm nào tốt nấy. Tôi cái chân lý nó hay quá mà mình học cái kiểu gì mà nói kiểu bậy bạ không sao chịu được. Giờ chỉ cần có cái là chết sớm thì nó gọn gàng. Chứ tôi nói ví dụ là cái cô Phật tử mà đang đi chiếu phim nãy giờ đi cúng cái thập tự ra nó cầu cho cha mẹ mà buồn khổ vô cùng. Thế thì cũng hiểu như vậy thì là còn cái gì đó có tương quan gì tới cuộc đời tôi đâu. Rồi tới thập nhân duyên là giải đều sách giải hết, bán tràn đồng, đều là nói kiểu vậy đó. Hành vô minh là một cái sự si mê hắc ám. Là tác động ra cái hành động sai trái. Vì hành động sai trái cho nên đó, cái thức nó mới là thúc đẩy vô trong, chui vô trong cái bụng của người mẹ nào đó. Trời Phật cắt nghĩa gì mà nghe được thôi.
chú vô sao không lựa vào cái nhà của Tần Đàm mà chú vô để xài bạc tí với người ta. Để chú vô mấy cái người mà đi lao công ngày có 15-20 ngàn, Tần A vậy thì cứ quýnh như tử nhau để chui vô nhà của Trần Đàm á, chui vô cái bụng của vợ Liên Khôi Thịnh á, để mà hưởng cả ngàn tỷ với người ta. Cho nên là giảng vậy nghe không có được. Cho nên là cái lý nhân duyên ha, là tứ đế thập nhị nhân duyên, thì gọi là tích trượng. Mà rồi còn cái tích trượng đó, tôi nói nó còn động lây nữa. Mấy cái ông thầy của ta nó cởi cái con sư tử lông xanh, rồi cầm cái tích trượng này đi làm đám để dòng phá địa ngục cho người ta. Trời Phật ơi, làm cái đó nghe mới chịu không nổi nữa. Cởi sư tử đàng hoàng, mà tục truyền ta gọi là con đế thính. Rồi đọc kinh đọc chú rồi cái cầm cái đó dòng về gọi là phá địa ngục. Làm sao mà dễ dàng vậy được? Nếu mà giọng mà phá địa ngục được thì hồi đó Đức Phật Thích Ca chắc là ông sắm cả ngàn cây. Đang rồi đám này rước ông giọng, đám kia rước ông giọng, mà giọng cái nào rớt ra là bỏ cái nấy. Có lần ông Hòa Thượng đó, ông giọng cái, ông nói câu pháp: nhất sanh thân thế đẳng bào trù, chỉ tham lợi lược đồ vinh hiểm, bất quản hình dung ám tí khô. Giọng chán dân là tâm mình hết trơn. Hỏi ma Hòa Thượng, hỏi ma, tức là hỏi là tôi nói vậy mà Hòa Thượng có hiểu không, hỏi cái hồn á. Ông giọng ra mà thường thường ta giọng cái rớt rồi ta còn nương tay, ông giọng luôn ba cái banh tay hết trơn. Tôi cười, tôi nói tôi cười kêu trời không thấu, chỉ cười mà đau bụng thôi. Thường thường ta giọng cái mà nó hư thì mình phải sửa lại hoặc mình giọng nhẹ. Không, ông cứ ông làm đúng mức ông à. Hỏi ma Hòa Thượng, hỏi ma chán cái giọng đấy. Ông nói luôn hỏi ma, hỏi ma tức là hiểu không, tôi nói như vậy, những cái câu pháp tôi nói vậy mà Hòa Thượng có tỉnh ngộ chưa. Hỏi ma Hòa Thượng, hỏi ma giọng giọng ba cái rất hết trơn, 12 cái giọng và 4 thanh. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đạo Phật của ta nói tới cái đó tôi chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi á. Đó là hư sự trì đó nha, gãy chứng tích này, gãy đũa cọp đến nay còn, chứng tích bát thú rồng của lục tổ hãy còn lưu. Thấy vật xưa, ý nghĩa của nó là phải như gặp lại người xưa, nhìn cái vật để nhủ lòng thêm tinh tấn. Cái đó là được rồi đó. Đây nè, cầm tích trưởng như nắm trong tay chân lý, đó là sự để hiển lý đó. Sự là mình cầm cái tích trưởng nè, mà coi như là mình đã nắm hết trong tay mình cái chân lý. Tứ diệu đề với thập nhị duyên sanh, trưởng của Như Lai là biểu tượng của bần tăng, đừng có lợi dụng mà biến nó trở thành hư sự. Cái tích trưởng của Như Lai là biểu tượng của bần tăng, là đi xin đi khất thực mà rung ở trước cửa nhà người ta để người ta đem đồ ra người ta cúng dường. Cho nên tích trưởng của Như Lai là cái biểu tượng của bần tăng. Mình đừng có lạm dụng. Lạm dụng đây là mình dùng sai không đúng chỗ. Đừng có lạm dụng mà nó biến nó trở thành hư sự. Nhưng mà nhất vậy nó nặng quá đi. Nó nặng quá đi thành ra tôi mới nói rằng chân đạo sĩ chớ cho đó là hư sự. Có nghĩa là phải coi nó là một cái vật kỷ niệm, dựa trên cái sự đó mà mình nhận thức về cái chân lý. Cái chân lý nó biểu hiện ra cái sự đó, cầm cái tích trưởng đó mà như là nhìn kỹ vật mà để mà nhủ lòng thêm tinh tấn. Thấy vật xưa như gặp lại người xưa, nhìn kỹ vật để nhủ lòng thêm tinh tấn thì cái ý nghĩa đó nó không có sao, không có gì đáng trách. Cầm tích trưởng như nắm trong tay chân lý, cái đó cũng vẫn đẹp, không có sao hết. Nhưng mà cầm cái tích trưởng nó có cái tư cách, cái oai nghi của nó. Cái người mà cầm tích trưởng là người ta đi nó chậm rãi, nó thư thản. Cho nên là bước của mình tới đâu là cái gậy tích này nè là chống tới đó. Còn tôi nói cách đây mà một khoảng thời gian nó có cái đoàn mà khất sĩ đi khất thực mà 7-8 ông mà cầm 7-8 cái tích trưởng vậy, mà vì không có học, không có kinh nghiệm trong cái việc đi khất thực, cho nên là 7-8 ông mà đi sắp xảy mà chống, bỏ cái bước ra, bỏ
cái gậy mà bước cái là chống chọi tới như là cả bảy tám tấc trước vậy này, đi thành ra bảy tám người đi là coi như là chèo thuyền đua vậy. Mình ai nó bơi, trời ơi, tôi nhìn tôi cười mình tôi à. Cái người đạo sĩ người ta đi, người ta không có việc gì, không có việc gì mà vội vã hết á, người khất thực thiệt á, vì ta đâu có làm gì nữa. Người ta đi nó cũng tức là thiền mà ngồi cũng là ngồi thiền, mà đi cũng tức là thiền mà xin ăn rồi thì đâu có về nhà mà buôn bán hay là đổi chắc hay là làm thờ hồ thờ mộc gì nữa đâu mà phải vội vã. Cho nên là cái người đạo sĩ thật sự ta đi rất là thư thả, cho nên là cứ bước đi tới đâu là cái gậy đó tới đó, còn là cứ sống chống xà lai tới trước, rồi cái mình bước theo ba bốn bước là nó là ở sau, mình ở trước nó, trước cái gậy ba bốn bước, để cái sách cái gậy phải tới trước ba bốn bước đi tới, mà bấy đó ông làm vậy là coi như là chèo hay là luân phiên nhau mà chèo, rồi bơi trên lộ vậy, trên đường nhựa hả, thấy nó thảm khổ biết là chừng nào, thấy nó tội nghiệp cho đạo Phật biết là chừng nào, nhưng mà ai là người rầy cái đó, ai là người dạy cái đó, dạy ai, nó có quyền bắt ta dạy dạy. Còn trường học thì ta không học, rầy thì không ai có quyền rầy. Cái giáo hội của Việt Nam ta là từ ngày tôi biết tới giờ là bao nhiêu xào rồi, không hề có giáo quyền, cho nên rầy không được. Cho nên là các Phật tử ở ngoài tu vậy chứ sướng hơn tu nhiều quá, là vì thầy nào nói được nghe giữ ý, thương thầy đó, kính thầy đó, học theo thầy đó thì nó dễ chịu. Còn tôi giờ tôi là trong cái số của nhiều thầy mà anh em ấy làm mỗi người mỗi kiểu, thì có cái đúng thì mình học theo, mình lễ bái cúng dường thì chuyện đó phải rồi, nhưng mà còn những cái sai như vậy mà cũng là đồng nghiệp với mình, đồng lưu với mình thì bây giờ mới tính sao đây, đồng đạo với mình. Cho nên là có những cái nó làm cho mình suy nghĩ, làm cho mình xót xa, mà nếu còn suy nghĩ còn xót xa tức là đối với đạo mình vẫn chưa thành công được, mà còn không suy nghĩ không xót xa không ưu tư gì hết vậy thì lương tâm lương tri của mình để đâu. Thấy việc đời chuyện của đạo không cần quan tâm để ý gì hết, chuyện thành bại đắc thất tốt xấu nên không để ý gì hết, vậy thì lương tâm lương tri mình để đâu? Chẳng lẽ là dùng cái câu tục ngữ là sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, nói như vậy để sống hay sao? À, cho nên tôi nói nó nhiều cái nó phải phấn đấu gì đó. Cho nên cái tích trưởng á, một cái ý nghĩa vậy đó, cầm tích trưởng như nắm trong tay chân lý, phải hiểu rằng là tứ diệu đề mình nắm rồi nè, thập nhị dương sanh mình nắm. Mà thập nhị dương sanh là phải học cái thập nhị dương sanh đó, chứ còn không là lo thôi đó. Tứ diệu đề cũng vậy nữa, phải học cái thật kỹ. Chứ tứ diệu đề mà học cái đấy khổ đế là cái thứ nhất gì, nhìn đâu đời là khổ hết, nó có trúng. Đời là khổ, vậy thì A-la-hớn, khi thành A-la-hớn rồi, phải chết liền tức khắc ư? Đâu có. Ta tu ta thành tu đà hoàng, tu đà hàm, A-na-hàm, A-la-hớn, thành A-la-hớn rồi, ta đâu có chết liền tức khắc đâu. Vậy thì A-la-hớn này còn khổ không? À, theo giáo lý đạo Phật thì là A-la-hớn ta hết khổ rồi, không còn bị cái khổ nữa. Là vì sao vậy? Là vì người ta mà thấy được cái chân lý rồi, người ta xa lánh tầm vĩnh viễn ly được cái kiến hoặc và tư hoặc. Con người khổ là tại kiến hoặc và tư hoặc, nó hoành hành, nó tác động, nó hoành hành con người. Chứ con người mà không có kiến hoặc và tư hoặc thì con người này ở trên cõi đời này không hề có khổ. Đấy, cũng như ở đây là nếu mà các vị mà không có hút xì ke ma túy thì giờ này các vị có khổ đâu. Nhưng mà nếu trong này có một người nào đó hút xì ke ma túy mà tới cử rồi mà không có là các vị sẽ khổ vô cùng vô tận, các vị không còn sống nổi, ngã lăn ra mà bọt mà một miếng là sôi phèo phèo. Nhưng mà đây là chúng ta là người không có kiên, chúng ta là người biết cái đó là nguy hiểm, tán gia bại sản, thân bại danh liệt, quỷ diệt cuộc đời, cho nên chúng ta không tham dự vào cái vụ ăn chơi cái kiểu đó. Thế thì là chúng ta đang ngồi đây có khổ đâu, có khổ vì cái nghiện ngập đó đâu. Do vậy cho nên là học tứ đế mà nắm cầm tích trượng như nắm trong tay chân lý tứ diệu đề với thập nhị duyên sanh. Tứ diệu đề phải là học đúng tứ diệu đề cơ, chứ không phải là học tứ diệu đề là nói đời là khổ. Rồi học lớn theo cái bài thơ của ai đó, biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể thảm thôi. Nói thơ giống như hay vậy, thì thật là đầu độc cho một con người
tự hủy diệt mình cho sớm mà không có gì chân lý cả. Cái sự thật là cõi đời này đâu phải là biển khổ mênh mông sống lục trời đâu. À là hớm người ta diệt kiến tư hoạch rồi vẫn sinh hoạt bình thường mà không có khổ. Như Lai Thế Tôn vẫn sinh hoạt bình thường từ khi mà đắc đạo hồi 30 tuổi cho tới 50 năm sau mới nhập Niết Bàn, thời gian đó cũng không hề có khổ, mà lại được gọi là vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn nữa mà. À, cho nên vấn đề này là tôi nói đại chúng mình là học Phật đi, mà học cho kỹ rồi các vị sẽ thấy một cái nền giáo lý rất là độc đáo. Thành ra tượng của Như Lai là biểu tượng của bần tăng. Bần tăng nháy nháy, này nháy nháy nè. Bần tăng có nghĩa là thật thị thân bần chứ đạo bất bần. À, cái người tăng mà gọi là bần tăng là không trúng đâu. Cùng thức tử khẩu xưng bần, thật thị thân bần mà đạo bất bần. Bần tắc thân thường khi lũ hạt mà đạo tắc tâm tàn vô giá châu. Cái đạo tâm của ta là có nó biến cho ta coi như ta có học châu như ý, châu vô giá. Vô giá châu dụng vô tận, lại vật ấn cơ chung bất lãnh. Tam thân tứ trí thể trung viên bát giải lục thông, tâm địa ấm. Ta chỉ bằng tăng đây nháy nè. Đây nói rằng bằng tăng á mà để cả đời sinh sở đó là không phải đâu. Rồi lừa những cái áo cho thiệt vô, rồi giá rất là xấu này kia, rồi để mà đi sinh, gọi là bằng tăng, nói vậy không trúng đâu. Ở bên ngoài mới bắt 7-8 ông nè, đi khất thực giỡn, tới chừng bắt ra là truy ra là ở bên gần chỗ đầu cầu Bình Triệu đây, đi lên bên ngoài khất thực giỡn, truyền bá đạo lý bậy bạ ở Đồng Nai mới bắt. Cho nên là cái chữ bằng tăng đó là phải đó là cùng thứ tử khẩu xưng bằng mà thật thị thân bằng chứ đạo bất bằng. Thế đây chú nháy nè, tượng của Như Lai là biểu tượng của bằng tăng. Thì thật là trong tâm phải có vô giá châu, đạo tắc tâm tàng vô giá châu, học châu như ý, học châu vô giá, không có lúc nào thấy thiếu thốn, thấy cực khổ, thấy đau đớn, bực bội gì cả. Là tượng của Như Lai là biểu tượng của bằng tánh chân. Cho đó, cho nên nghĩ đó là hư sự, nó không phải là hư sự. Tích tượng vẫn còn để lưu đó, bát thu rồng vẫn còn để kỷ niệm đó, gậy đũa cọp vẫn còn để kỷ niệm đó. Nhưng mà thấy vật xưa để nhớ lại những người xưa, nhưng kỷ niệm để nhủ lòng theo kinh tánh, thì cái chuyện sự đó nó để làm cho mình đạt tới cái chân lý. Thầy tổ của mình là người đạt đạo như thế, giải thoát giác ngộ như thế, đã từng xài những cái vật này, gậy đũa cọp này, bát thu rồng này, gậy tích này. Thế thì bỉ ký trượng phu ngã diệp nhĩ, bất ân tự khinh nhi thối khuất. Thầy của ta, tiền bối của ta đã là người như vậy thì ta đây cũng phải làm được như vậy, chứ không nên tự khinh mình mà thối thoát ý chí, thối thoát đạo tâm. Đó là tức là sự để hiển lý đó. Còn bằng không á, bằng lạm dụng hả, thì nó biến trở thành hư sự. Bằng lạm dụng là trở thành hư sự. Sự thật mình không khắc thực thiệt. Ở nhà mình có đủ thứ đồ hết á, mà mình cầm mình chèo trên đất bộ, trên đường lộ xe chạy vậy coi không được rồi. Rồi còn một cái nữa đó, cái chuyện nữa là tôi nói ví dụ như giờ có cái đám gì ở đâu Thủ Đức hay là nhà bè gì đó mà rước mấy hòa thượng lại rồi thì là cầm cái gậy tích, hai vị cầm hai cái gậy tích, hai vị cầm hai cái bê, rồi hai vị cầm hai cái tàn, rồi một vị là bưng cái khai có đèn này kia để rước. Không nên làm như vậy, cái đó là biến nó trở thành hư sự đó. Nhưng mà nói như vậy là nó đụng chạm dữ lắm, nói như vậy là khó sống đấy, khó sống đấy. Nhưng mà giờ làm sao bây giờ? Phải tất cả nghĩa là đều nhận thức giống nhau, rồi mới tuyên truyền, rồi mới là động viên, rồi mới là bồi dưỡng cho cái hàng tử đệ giống nhau, thì lúc bây giờ làm mới được. Chứ bây giờ là nói mình nói thẳng là rất là khó. Những cái đó đâu có cần thiết làm vậy. Đức Phật hồi xưa đi khất thực mỗi ngày, ai cầm tàng,
ai dắt rễ tích, ai bưng đèn, mà đèn cái nỗi gì mà bằng ngày mà phải bưng đèn. Cho nên là những cái nghi lễ mà mình làm nó biến trở thành hư sự. Hư sự nghĩa là cái việc đó không có tích sự gì cả. Đó. Thành ra đây là cái thấy của người chứng đạo nha. Ta nói đây là nói theo cái thấy của người chứng, của người chứng đạo à. Người học Phật phải học hiểu những cái vấn đề then chốt của nền giáo lý Phật. Trước khi vào nhà Phật học đồ sộ, đó là vấn đề. Vào nhà Phật học đồ sộ nha, chứ không phải đạo Phật học lem nhem lơ mơ mà hiểu được đạo Phật đâu. Đó là vấn đề xử lý rồi. Đấy. Phương tiện và cứu cánh rồi. Vấn đề xử lý. Sự để hiển lý, mà sự mà không để hiển được lý thì cái sự đó không nên bày vẽ để làm gì. Chẳng năng tháo tâm dục đức, hối tích thao danh, uổng tố tinh thần, huyên hiu chỉ tuyệt. Nhược dục tham thiền học đạo, đốn sư phương tiện kim môn, tâm khế quyền cơ, quyền tăng nhiên cơ, tinh yếu quyết tập tham áo, khải ngộ chân nguyên. Thử tôn năng đắc kỳ diệu thiết, tu tử tế dụng tâm, khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thị xuất tần giai tiệm, thử tắc phá tam giới, nhị thập ngũ hữu. Người nào mà muốn gột rửa là phủ vũ cái tâm mình cho nó hết trần cấu, để cho nó trong sạch, để cho cái đức độ, cái đạo hạnh mình được thanh cao, ta gọi là tháo tâm dụng đức, thì phải hối tích thao danh, uổng tố tinh thần, nguyên hiếu chỉ tuyệt. Phải hối tích thao danh nghĩa là phải bớt đi những cái việc mà hình thức, mà phải trốn tránh, mà lẫn bớt đi những cái vãng lai thù tạc. Hối tích thao danh là để tránh bớt đi cái vãng lai thù tạc. Còn muốn uổng tố tinh thần, muốn xúc tích tinh thần, bồi dưỡng trí tuệ, mình phải nguyên hiếu chỉ tuyệt. Tức là những cái hình thức thuộc về sự mà không cần thiết là phải dẹp bỏ nó đi. Phải dẹp bỏ nó đi. Gọi là nguyên hiếu chỉ tuyệt. Nhược dục tham thiền học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn. Cái người mà muốn học cái đạo, mà học về cái môn tham thiền, là cái môn mà vượt ra các cái môn phương tiện, thì phải đi sâu vào giáo lý. Phải học kỹ về giáo lý, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Được như vậy thì mới đốn ngộ, mới ngộ thắng, trực ngộ được cái chánh nhân thành Phật, mới xây dựng được cái thềm bực để mà ra khỏi cái tầng lao. Và đơn như vậy, thử tắc phá tam giới, nhị thập ngũ hữu. Đơn như vậy là đập vỡ tam giới. Mà đập vỡ tam giới rồi, cái người mà làm được vậy rồi, đập vỡ tam giới rồi, có nghĩa là ngay nơi cõi dục này nè, cõi sắc này nè, cõi vô sắc này, mọi người đều bị nữa nè, bị nó hành quanh nè, nhưng mà đây mình đập vỡ hết. Cho nên hàng A-la-hớn là cái người đập vỡ tam giới, nhị thập ngũ hữu. Bồ-Tát và Phật là người đập vỡ tam giới, nhị thập ngũ hữu, cho nên mình thấy như là Phật ở trong tam giới cùng với mình ở một chỗ trên mặt đất này chứ gì. Nhưng mà mình thì bị ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn Phật, A-la-hán cũng ở trên cái mặt đất như mình mà đã đập vỡ dục giới, sắc giới và vô sắc giới rồi. Hay lắm đó. Cái giáo lý phải nói như vậy, phải có lý luận như vậy. Cho nên là vấn đề xử lý là phải hiểu. Vấn đề phương tiện và cứu cánh. Cái phương tiện là phương tiện để đạt tới cứu cánh. Chứ nếu mà phương tiện hoài cả một cuộc đời đều phương tiện thì mình làm con đường làm cái gì? Tôi nói ví dụ như cũng sao là cái thứ phương tiện hạng bét để cho người ta tới, người ta tới mình thì là ít ra lần thứ nhất này tôi cúng rồi nha, nhưng mà là cúng vậy chứ đừng tin nha. Năm tới nói là cúng nữa là không cúng có đưa tiền đây cho thầy cảm ơn không cho thôi à. Chứ bảo là thầy là nhà năng nỉ biết ông sau này để cho Phật tử bình an là không có được thầy không có cúng nữa đó là phải phương tiện là phải đạt tới cái cách, hoặc là cúng cho họ 2 năm 3 năm, rồi trong 2-3 năm đó mình phải làm sao mà cho năm thứ 4 năm thứ 5 thì sao cái là họ không cúng sao nữa. Thế thì là những năm đầu mình cúng sao đó gọi là phương tiện để đưa người ta tới hiểu biết rằng không có ông sao nào hết đó gọi là má quá. Má hóa các cái gọi là vì sao chứ người ta không có vì sao nào, chẳng có ông sao nào, đó là cái má, cái ký hiệu ta đặt ra là vậy thôi chứ chẳng có ông sao nào.
Ví dụ như giờ đốt với tiền vàng bạc, đốt nhà minh khí, kho lầu quần áo, cái người mà họ mới quá thì họ đem lại thì nói rằng ở đây không có đốt. Đúng ra thì ở đây là không có đốt, không có làm cái vụ này, làm cái vụ này trật. Chánh pháp thì không có làm vậy, nhưng mà Phật tử mà bây giờ đã phát tâm vì cha mẹ mà thương mến một cách người này chưa có nhận thức chân lý mà thôi thì thầy cũng làm giùm cho. Nhưng mà nếu bằng lòng thầy làm giùm cho, nhưng mà thầy cho biết rằng là cái này là dông hậu không có xài được đâu. Nhưng mà lỡ mua rồi phải đốt giùm, thầy cũng tụng kinh đàng hoàng vậy, nhưng mà thầy cho biết rằng là tụng này không ăn nhầm gì. Cho tụng đây là tại vì cũng mấy trăm mà thầy tụng vậy thôi. Chứ thầy cho biết là không ăn nhầm đấy. Đấy, thế thì đốt cho một lần mà không có đốt nữa. Đó. Rồi làm cho cái người đó giác ngộ, từ đây về sau họ dính dính không xài với tiền vàng bạc, họ không xài kho lầu quần áo. Thế thì là phương tiện để đạt tới cứu cánh là như vậy đó mới được. Cho nên vấn đề này là vấn đề phải học à. Còn cỡ như tôi bây giờ tôi liều mạng rồi, tôi không có xài phương tiện nữa. Liều mạng rồi. Không đốt là không đốt. Không lãnh cái đó là không lãnh. Cúng sao cũng không lãnh. Nhưng mà hỏi là ai hỏi sao, nói tức khắc, nói để biểu diễn rằng tôi không phải là không biết sao. Tôi biết rành nhưng mà đều cái đồ đó bậy bạ tôi không cúng. Tôi cúng là thành ra tôi là không có chân chánh. Giống như là tôi làm thuốc, thầy thuốc và tôi bán thuốc giả, cơm nguội, giò viên với đường chải đem gọi là thuốc tẻ, bổ tâm can tỳ phế thận, tôi không làm ăn nghề đó được, cho nên tôi không làm. Chứ còn hỏi sao, hỏi hạn gì nói tức khắc. Đó là chỉ dùng cứu cánh mà không dùng phương tiện. Còn như mình thật sự mà mình còn có cái chùa mà thì phải dùng phương tiện, nhưng mà phương tiện phải đưa người ta tới cứu cánh. Đốt một lần với tiền vàng mã, đi mở cửa mã cho một lần mà cái người đó từ đây thì sao không có đặt vấn đề mở cửa mã và không có đặt cái vấn đề đốt với tiền vàng mã nữa. Đó là cái thành công của mình sử dụng phương tiện để đưa người ta tới cứu cánh. Cho nên là cái điều mà tôi nói trong kinh này, nghĩa là không phải là tôi đã phá về cái vấn đề cái nồi cơm cái hũ gạo gì của các thầy, của trong tu sĩ của chúng tôi để làm cái gì. Nhưng mà ý tôi muốn nói rằng là hãy phương tiện là phải đưa tới cứu cánh, làm sư thì phải hiểu là hiển, để hiển cái lý bất liễu nghĩa và liễu nghĩa kinh. Học kinh và hiểu kinh bất liễu nghĩa và kinh liễu nghĩa. Tôi nói ví dụ như khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế là kinh bất liễu nghĩa. Cái chân lý mà dạy ra quán là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là bất liễu nghĩa, là giáo lý tiểu thừa. Mà người đại thừa đó, khi mà ta nhận thức được là chân lý là vô thường rồi, người đại thừa ta thấy ngay trong cái vô thường đó, nó có cái thường ở trong đó. Chứ không phải nói vô thường để rồi người ta đau khổ đâu. Nói vô thường để rồi người ta chết rồi, người ta tưởng người ta mất rồi, người ta đau khổ. Ở đây nói vô thường có nghĩa là sanh già bệnh chết là không có gì đáng sợ nha. Nhưng mà chết rồi, ta không có nghĩa là ta mất. Mà thân ngũ quẩn này chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự hợp tan, sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Đấy, cho nên nói vô thường mà ta vẫn thấy được cái thường, chứ không phải là dạy vô thường để người ta đau khổ gì vô thường. Thành ra cái vấn đề này là học còn phải học kỹ lắm. Nhìn sóng biển là vô thường, sinh diệt sinh cái gì. Nhưng mà này, hãy tìm cách nhận thức, hoặc là đi thử một chuyến lặn sâu dưới biển á, dưới đáy biển á, như những người đi tàu lặn, những người thợ lặn, ta lặn cả 100-200 feet ở dưới đó, hoàn toàn không hề có chập chờn nhảy nhót gì hết. Cho nên là khi nào qua TV để ý coi, thợ lặn mà họ lặn cả 200-300 feet ở dưới á, nghĩa là họ có thể rọi cái đèn, họ thấy từng hột cát mà, họ thấy từng cái chén, cái bình, cái ly, cái tách nè, đóng rêu, đóng rong, sao những chiếc tàu mà chìm nay 200-300 feet mà. Họ rọi, họ thấy hết. Bởi vì nước ở dưới nó trong ngần giống như là một cái tảng sinh xa đông lạnh vậy đó, đông đặc vậy đó. Chứ nó đâu có là lô nhô ào ạt như là mặt nước đâu. Thế thì cái mặt nước ào ạt lô nhô, sóng biển như Vũng Tàu, như Long Hải, như Mũi Né, như Hà Tiên, đó là những cái hiện tượng duyên sanh vô thường, mà cái đó là cái bản thể của nó là nước biển chân thường. Tư duy như thế ta gọi là thiền định.
Cho nên là giáo lý khổ tập diệt đạo là giáo lý bất liễu nghĩa. Mà giáo lý liễu nghĩa đó, ngoài cái tứ đế khổ tập diệt đạo ra, ta còn ta gọi là vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế và vô tác tứ đế. Còn ba thứ tứ đế nữa của Đại Thừa rất là sâu sắc. Rồi tục đế và chân đế. Khi nào nhìn sư Phật hiện tượng dịch mặt tục đế để mà sống với nhau. Chứ nếu mà mình luôn luôn lúc nào mà mình cũng nói chân đế không á là cũng không đúng cách. Như Lai Thế Tôn dầu là sống trong chân đế, trí tuệ của Ngài là vô thượng bồ đề là sống trong chân đế, nhưng mà Ngài đi Ngài gặp mọi căn cơ mọi trình độ, phải vận dụng ngôn từ, phải tùy theo cái hiểu biết của mọi người mà thuyết pháp từng từ 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 cái bất liễu nghĩa đó mà hạ thấp xuống nó thành từ cái liễu nghĩa tối thượng, hạ thấp nó xuống thành bất liễu nghĩa, từ cái cứu cánh hạ thấp nó vận dụng nó thành phương tiện, rồi từ cái chân đế vận dụng nó thành ra tục đế, nhưng mà vẫn không rời cái mục đích là giải thoát giác ngộ, không rời cái mục đích là hướng dẫn người ta sống theo chân lý. Cái chỗ đó chứ còn mình bảo mà bỏ hết cái tục đế, bỏ hết cái sự, không phải vậy. Tôi thì chưa bao giờ đánh đổ, tôi chưa bao giờ công kích ai về mặt sự. Các thầy, các chư tôn đức không, điều đó tôi không có gì công kích, chẳng có gì cạnh tranh để công kích, để đả phá gì hết. Tôi không hề dành quyền lợi gì, cho nên tôi không hề có dụng ý đả phá. Nhưng mà nói như vậy, có khi nó nghe nó chưa có rõ từ đầu tới đuôi mà, nghe như là công kích đả phá. Cái sự thật là mình muốn trình bày cái giáo lý, một cái ngôi nhà đồ sộ của Phật học. Chuẩn bị đi vào ngôi nhà đồ sộ này, mình phải có đủ kiến thức để mà sử dụng nó. Cho nên là hôm nay tôi đọc báo mà anh Lê Quỳnh Đức, anh được... anh được cái hội gì đó trên thế giới mà Mexicola hay gì đó cho đi, là đi hưởng cái du lịch mà đi ra qua các cái nước ngoài mà ở ăn ở nhà hàng 5 sao á. Mà thế thì là khi mà đọc cái đó là tôi nói, nếu mà muốn cho cầu thủ của mình hay là những cái người của mình mà được thọ dụng cái danh dự đó, cái quyền lợi đó, là phải đem vô cái nhà hàng 4 sao 5 sao của mình đây là dạy cách sử dụng trước. Dạy xong rồi đó là cho giấy anh đi thì anh mới qua cái nước người ta, anh mới sử dụng hết cái công sức của cái dân binh cái hiện đại của 5 sao. Chứ tôi nói ví dụ như tôi bây giờ mà cho tôi vô nhà 5 sao là tôi cũng lụm cụm lũi củi, tôi cũng không biết đường mở nước nữa, tôi cũng không biết đường pha nước nữa, tôi cũng không biết là đi cầu sao nữa. Đi cầu bây giờ là không có động cái tay đâu nha, ngồi cái chỗ cái rồi là rờ cái nút nào đó là nó tự nó khè nước ra, rồi tự nó rửa, rồi tự nó lau khô à. Mà mình vô nhà 5 sao mà mình không biết xài cái đó thì là cũng như không có sao nào ấy vậy đó. Cũng lụm cụm lấy cái ca rồi hứng nước rồi kỳ vậy á. Rồi vô lavabo rồi rửa tay vậy có sao nào đâu. Cho nên cái óc tôi là rất thực tế. Tôi nói muốn cho là hưởng cái thưởng đức cái nhà 5 sao là phải đem vô nhà hàng 3 sao 4 sao 5 sao ở đây. Sử dụng anh phải xài giày, anh phải đòi ăn giày. Điện thoại là kêu thoải mái trên thế giới, không bao giờ đặt vấn đề, nhưng mà mình kêu ai vậy đó chứ. Thế thì là 5 sao mà mình giống như mình không có sao nào, không có đối tượng để kêu lập phất là vô tiếng điện rồi gì là đủ thứ đâu hết trơn á, mà mình không có xài gì hết đâu. Cỡ như tôi giờ cho vô là coi như là không có sao nào. Cho nên cái đó cũng phải học đó chứ. Vào trong một cái ngôi nhà đồ sộ 5 sao của đạo Phật mà không có chuẩn bị kiến thức thì làm sao vô trong cái nhà này được. Nổi cái tivi người ta làm cho mình á, mình có quyền gài thì cái chương trình tới mấy ngày sau tự nó thâu băng, rồi mình đi đâu đó về mình lấy ra mình coi lại cái giờ đó được. Nhưng mà thử hỏi chứ Việt Nam mình được mấy người chơi cái đó, thành ra cái đầu máy đa hệ, cái tivi đa hệ ta để cho mình làm việc đó, mình có làm đâu. 3 ngày nữa có chương trình gì đó thiệt hay, bây giờ mà mình mất đi Nha Trang, đi Bình Định gì đó, gài chương trình đó là tới giờ đó là nó bật lên là nó bắt cái chương trình đó, nó thâu nó ghi cho mình, rồi mình đi đã mấy ngày cũng được, về mở cái đó chương trình đó mình coi là y vậy. Nhưng mà mình có mấy người xài vậy đâu, thành ra cái đa hệ cũng giống như một hệ.
còn tệ hơn nữa là có người cái là mua đầu máy vô đó mà để đó mà mở không được, thành ra chẳng có hệ nào. Đấy là xin lỗi nghe, chuyện đó có thật nha. Có những bà già nghĩa là không hề học, con cháu nó mới có 11, 12 tuổi mà nó mở ra rắc rắc mà để cho coi vậy, mà cho coi rồi nó tắt rồi bà cũng tắt luôn vậy. Thì ta đã coi như tivi là hệ đó, đầu máy là hệ đó, mà đối với bà là không hề có hệ nào. Mở không được là làm gì có hệ. Hiểu được ý nghĩa và công dụng của những cặp phạm trù đó, người đạo sĩ thấy biết rộng sâu vào vấn đề, vấn đề bốn cái thứ pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm này. Cái người mà tu theo Kinh Hoa Nghiêm là phải lý pháp giới, lý pháp giới mà phải tu mình tư duy quán chiếu cho đạt tới cái trình độ cái bằng lý vô ngại pháp giới. À, rồi cái giai đoạn thứ hai là nhìn lý rồi, bây giờ nhìn sự pháp giới. Sự pháp giới phải tư duy, phải quán chiếu nắm và vững, rồi nó đạt tới cái trình độ là sự vô ngại pháp giới. Từ lý là lý vô ngại, từ sự là sự vô ngại. Và cái thứ ba là lý sự pháp giới, phải quán triệt nhận thức về chân lý, về hiện tượng và bản thể, về hiện tượng, về lý, về sự, mưu mịch phải tư duy quán chiếu cho tới cái giai đoạn là lý sự vô ngại pháp giới, đạt tới trình độ vô ngại, nghĩa là mình thấy nó viên dung, lý sự tương hỗ, sống và nước bất ly, bất tức mà bất, bất ly, đó là lý sự pháp giới mà đạt tới trình độ lý sự vô ngại pháp giới. Trước hết là tìm hiểu về nước, sau đó tìm hiểu về sống, sau đó tìm hiểu về sống và nước bất tức mà bất, bất ly, thế thì đạt tới cái trình độ gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Cái thứ tư là sự pháp giới, lý sự pháp giới là sự pháp giới. Sự pháp giới là phải nhìn nè, nhìn tất cả núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá khoáng vật thực vật động vật vân vân, tất cả đều gọi là sự pháp giới. Nhưng mà nhìn sự pháp giới rồi phải tư duy, phải quán chiếu cho tới cái khi mà sự vô ngại pháp giới. Thế thì sự vô ngại bằng cách nào? Thí dụ như nhìn cái hoa này mà thấy rằng là cái hoa này không mấy bữa nữa nó sẽ trở thành rác và thành phân. À, vậy thì cái hoa này nó sao đây? Nó vài bữa nó sẽ trở thành rác và thành phân. Mà cái hoa này, trồng cái hoa này là do rác và phân mà làm ra có cái hoa này. Vậy thì bây giờ để nhìn cái hoa này thấy trong này có phân, có rác, có nước, có mặt trời, mặt trăng, có con dao, có lưỡi xẻng, có cái điều kiện mà để ta trồng ra cái hoa này, thấy đủ thứ trong anh. Rồi chính cái hoa này nó trở thành rác, thành phân trở lại. Do vậy cho nên cái hoa này, kết luận rằng cái hoa này từ vô số cái chất không hề có hoa, nó duyên khởi, nó thành ra cái hoa. Rồi từ cái hoa này nó sẽ thành rác, thành phân, nó biến ra, nó tan biến ra thành cái chất không hề có hoa nữa. Rồi từ cái vô số cái không hề có hoa mà nó duyên khởi, nó lại làm ra cái hoa khác. Do vậy mà nhận thức rằng một là tất cả, tất cả là một, trong một có cái chất liệu của tất cả, trong tất cả cái chất khác có chất liệu của một cái, một vật này, đó là sự vô ngại pháp giới. Đó, thế nào vấn đề lý sự là vậy đó. Bốn cái pháp quán tu về Kinh Hoa Nghiêm sâu vô cùng vô tận chứ. Do vậy mà học kinh gì mà cặc đó, tôi đã nói đó mà, là chư pháp tương tức, trong pháp này có chất liệu của pháp kia, trong pháp kia có chất liệu của pháp này, do vậy cho nên pháp này là pháp kia, trong cái kia có cái này cho nên cái kia là cái này, nhất đa tương dung, một và nhiều nó dung nạp nhau. Trong cái tách này nó có dung nạp vừa đất vừa nước vừa gió vừa lửa vừa mặt trời vừa củi vừa con dao vừa người tiều phu vừa công thợ nắng vân vân, vô số cái nói không có hết đâu. Đó là nhất đa tương dung, trong một cái này nó dung chứa nhiều cái chất liệu khác. Hiểu được như vậy thì gọi là sự vô ngại pháp giới. Cho nên để ý bốn cái đó: lý pháp giới, sự pháp giới, lý sự pháp giới, sự pháp giới. Rồi phải quán sao cho tới lý vô ngại pháp giới,
sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Quán chiếu như vậy để thấy chân lý. Thấy chân lý rồi thì nên tỉnh vơ, tôi không có gì khó hết trơn á. Thấy rõ rồi cái đó rồi thì nghĩa là tu như quyển tâm ma đề rồi thì là đáng đắc bổn mạc sầu mạc. Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lại tha chung bất kiệt. Tu cái kiểu mà cần ôm gốc chứ không quan tâm chỉ cành ngọn. Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê. Giống như châu lưu ly nó thâu hết ánh trăng vàng, dù là sáng vàng giặc hay sáng mơ màng, cái ngọc châu lưu ly này nó thâu trọn vẹn. Thế là quán bốn cái pháp giới mà xong rồi là vũ trụ vạn hữu này là không có chuyện gì lạ lùng, bỡ ngỡ và không có chuyện gì trở ngại trong cái việc mà nói năng diễn đạt của mình. Hiểu rõ tính chất vô ngại, tức là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Hiểu rõ tính chất vô ngại qua bốn cái cách nhìn pháp giới, người đạo sĩ chợt nhận ra cái chân lý pháp giới nhất chân. Sự là sự của lý, lý là lý của sự, sự lý viên dung cũng gọi là sự lý tương hỗ. Bây giờ nhìn thấy gậy đuổi cọp, bát thu rồng, bình bát tích tượng như nhìn thấy Phật pháp và tăng. À, nó vậy đó, từ sự mà nhận thức lý, nhìn thấy hình ảnh đó, nhìn thấy kỹ vật đó, mà nhớ lại Phật pháp tăng, nhớ lại các bậc tiền bối tổ sư của mình, rồi đọc cái câu là bỉ ký sự phu ngã diệt nhĩ bất ưng tự khinh nhi thối khuất. Các bậc tiền bối của ta, thầy ta, tổ của ta, Đức Phật ta đã làm nên sự nghiệp giải thoát giác ngộ như vậy thì ta cũng phải làm được như vậy chứ, đừng tưởng rằng ta không làm được mà ta khinh khi ta là có lỗi với Phật đó nha. À, thấy được chân lý một là tất cả, tất cả là một, nhất tức như thiên, nhất thiên tức nhất, một là tất cả. Đại chúng để ý mà tư duy và quán chiếu cái này đó, lẽ tất nhiên là người nào mà tương đối là rảnh rang mới có cái thì giờ thiền định sâu mới được, còn những bậc tử tại gia mà còn làm ăn nhiều quá thì chưa có thì giờ đâu. Do vậy cho nên là chưa có thì giờ là tôi nói đại chúng là đừng có cao vọng mà mong cầu nhiều, mà mình đặt cái vấn đề là Phật giáo nó có ngũ thừa, mình có khả năng tu nhân thừa là chỉ lo tu ngang với cái nhân thừa để hưởng cái an lạc hạnh phúc của nhân thừa thôi. Ai có khả năng đi lên thiên thừa thì tư duy quán chiếu tu tập cái thiên thừa để hưởng lại cái an lạc thành hạnh phúc của thiên thừa. Còn cái môi trường thật tốt mới đi nổi cái thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa Bồ Tát để mà thành vô thượng Bồ Đề. Do vậy cho nên là mình phải biết mình là ai, mình tên gì, mình sống trong môi trường nào, hoàn cảnh nào. Đừng có cao giọng đòi hỏi lôi thôi, mà tôi đã từng ví dụ như là chạy marathon á. Ta chạy cái tốt thứ nhất thì ta còn ráng ta chạy để ta giật cái giải quán quân. Còn mình chạy cái nhóm thứ ba rồi thì còn chạy mạnh để làm cái gì? Chạy mạnh có hơn trong cái nhóm mình đi nữa là chẳng qua là chỉ được cái kết quả là may lắm là ngã xỉu ở đó vậy thôi chứ. Ngã xỉu thở hồng hộc vậy thôi chứ chẳng có được cái gì đó. Hai nhóm trước rồi còn chưa được gì mà chỉ có người chạy đầu mới được thôi. Do vậy cho nên là vấn đề tu hành là mình phải xác định mình là ai, tên gì, nhà mình ở đâu, môi trường hoàn cảnh sống như thế nào mà tu hành, chứ đừng có đòi hỏi quá cao. Cho nên với người chứng đạo, những cái chứng tích hữu vi, những cái chứng tích hữu vi như là gậy đuổi cọp, phát thu rồng, tích trượng, đó là những cái chứng tích hữu vi. Tại sao cái đó gọi là chứng tích hữu vi? Là vì hữu vi là tất cả những cái thứ đó là cái đồ giả quyển duyên sanh cả thôi, cho nên đây chữ hữu vi ta nháy, có nghĩa là cái người học phải để ý cái đồ đó, dù có kỷ niệm gì chứ chẳng có gì quý báu đâu. Để chữ hữu vi nè, để vậy để nhắc cái người đọc nè, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ánh như lô diệt như điện ưng tác như thị quán. Do vậy cho những chứng tích đó đừng có quan trọng đối với nó, có cũng tốt mà không có cũng chẳng hề có sao. Đấy, đó là những cái chứng tích hữu vi, không nhất thiết phải làm những cái đó để thờ để cúng gì hết á. Cho nên là chữ hữu vi ta nhớ nhé,
đó là những cái chứng tích hữu vi, không có gì quan trọng đâu. Những cái chứng tích hữu vi thuộc về sự tướng đó, không ngoài bản thể nhất chân thì sao được gọi là hư sự trì? Mình sử dụng nó đúng thì nó không phải là hư sự trì, nhưng mà bằng lạm dụng thì nó biến trở thành hư, hư sự trì đó nha. Đó, chân đạo sĩ chớ cho đó là hư sự, đó là những chứng tích hữu vi, không có gì mà đánh đổ với bác bỏ ghê gớm. Nhưng mà bằng lạm dụng nó biến trở thành hư sự để làm những cái đồ bị bạ lặt vặt, cái dòng cái thích chuẩn gì mà gọi là phá địa ngục thì phá sao? Hư sự rồi. Địa ngục của ta là khi nào mà ông Địa Tạng, tâm địa của ta mà nó trở về với ta thì coi như là thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn. Cái chân tâm thanh tịnh Địa Tạng trong lòng ta mà trở về với ta rồi là y như trong tay ta có cái tích này, ta đập vỡ, ta phá địa ngục vậy. Khi nào tâm địa của ta, cái chân tâm thanh tịnh của ta mà trở về ngữ trong lòng ta rồi thì giống như ta có cái viên bảo thượng minh châu quan nhiếp đại thiên thế thế giới, coi như ông minh châu này là nó soi sáng khắp cả mười phương xa giới. Là ý nói là cái chân tâm thanh tịnh của ta nó về với ta, là cái ông Địa Tạng của ta ngữ trong lòng ta thì coi như ta có giải thích để phá địa ngục, nghĩa là địa ngục không hề có đối với ta, coi như không có u đồ. Là vì ta có viên minh châu, không có chỗ nào làm tối được, mà cái điều kiện không có u đồ, không có chỗ đen tối. Địa ngục phá là địa năng kiên hậu quản hàm ta, tâm địa của ta, thanh tịnh của ta, cái tâm thanh tịnh ta trở về với lòng ta. Chứ còn cầm cái đó mà gậy mà để bắt chước cái ông Địa Tạng mà đập mà phá, địa ngục ở đâu mà đập? Địa ngục ở đâu mà đập mà phá? Giác đốn giác liễu gì đó, gì đó đó chưa, cái bài kia kìa, cái bài giác, cái bài mà cái bài hay lắm mà quên cũng uổng. Chứng thật tướng vô nhân, vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Cái người mà chứng nhập được cái chân lý, cái thực tướng vô nhân pháp rồi là nhân cũng không mà pháp cũng không. Vậy thì a tỳ ngục nó thuộc về nhân hay nó thuộc về pháp? Không có, nó không có thuộc, nó không phải thuộc nhân rồi, nó cũng không có cái chỗ xây kiên cố giống như là cái nhà tù ở tiểu bang Texas á. Cái tiểu bang Texas nó có một cái nhà tù ghê gớm, kiên cố vô cùng, tử tội đem vô đó rồi là chích thuốc độc vô, cho ăn bữa cơm đàng hoàng rồi chích thuốc độc vô, đứng người nơi đó rồi người đó muốn nói gì là có micro trên đầu và hình ảnh chiếu ra hết, cho nên những người ngồi ngoài thấy hết, là cái từ cái mạch máu thuốc độc của người tử tội chạy tới đâu và nói trói trăng nhắn nhở là gì là đều là người ta nghe hết. Đó là cái nhà tù của tiểu bang Texas, chỗ xử tử hình. Địa ngục có vậy không? Nếu ai đó nó có để dòng phá đập tan, vậy thì cái đó nó ở đâu? Đấy. Và người thí chủ mà rước cái ông thầy mà để đập vậy đó, hỏi gì chứ thầy đập rồi chưa? Nói thầy phá rồi đó. Hỏi lấy gì thầy biết thầy phá rồi. Sập được mấy cái tòa nhà, đổ được mấy bức tường thầy thấy không? Làm sao mà thấy được? Do vậy cho nên là những cái đó đó, chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt xuất a tỳ nghiệp. Cái nghiệp a tỳ nó không có, do cái tâm của mình làm ra cho mình khổ sở. Mà mình giác ngộ được cái chân lý thực tướng của giảng pháp là tướng vô, thì cái nghiệp a tỳ, cái gọi là a tỳ ngục không bao giờ có. Mấy cái bài đó hay lắm. Tôi mong là đại chúng đọc cái này rồi các vị tự nhận thức, chứ còn tôi chưa bao giờ có cái tham vọng là muốn yêu cầu người ta nghe mình, không. Tham vọng đó vô ích thôi. Tuy nhiên với người chưa tỏ ngộ chân lý, ôm giữ bình bát tích trưởng ba y chánh gốc của Phật Tổ Như Lai để mà lễ bái, mà cầu nguyện, mà van xin, mà hy vọng, mà trông chờ sự phù hộ, sự cứu rỗi của Phật thì rõ là hư sự trì rồi. Vì sự chỉ là sự hữu vi pháp thì của ai cũng đều như quyển, như hoa, như sương mai, như điện nhoáng mà thôi. Dầu là của Lục Tổ Huệ Năng hay là dầu của Như Lai đi nữa cũng là thuộc về sự, mà sự thì thuộc về hữu vi pháp, cho nên chẳng có gì đáng làm ghê gớm lắm đâu.
Bo bo ôm giữ sự tốt là dấm chân một chỗ, mà phải hiểu là sự để đạt đến lý, phương tiện để đạt đến cứu cánh, bất liệu nghĩa để đưa lên liệu nghĩa, tục đế để nhận thức tư duy chân đế. Được như vậy mới là chân đạo sĩ. Không nên cho đó là hư sự. Hết giờ.